có nhảy ra không mà tôi không biết. Đánh nhiều win nhiều lắm này. Con một cái áo gì tôi đã mấy cái rồi không? Tôi đã mấy cái rồi mà nó đầy đủ loại size trên CS, CM, CM rồi đó, to quá. Tôi mặc không vừa. Có cái áo phát. Tại vì ông đánh giả là ai cũng được hết. Đã lướt quá. Trời ơi, ông bớt tôi rồi. Tự nhiên ông chạy lại chi cho nó hả? Đờ phát ông hết sai này. Chạy lại tôi cái làm cho nó lướt cái chua chúng tôi mất giá ra là
quá đông, nó kéo cả AD, cả mid, cả hơi cả support cả mid. Ôi trời. Xanh đừng nhà ta áp lực vô hình luôn.
xin này mà không ra mít chắc thằng Yasuo nãy giờ không mấy rồi đó. Ở đó mà nó hành. Những cái đá map tôi biết không? Để map chắc luôn mà. Không nào chết nữa.
Còn top thu hai level đỡ hơi. Nó đâu ăn ba đòn nào. Đờ phát nó ăn nguyên cái cạch sức của con kia không có đam. Yasuo 20 GG luôn. Yasuo 20 GG. Đồng bộ nó dễ kinh đi đẹp quá. Chạy được. Chạy ra cũng được, chạy vô cũng xong. Lên vòng mâm chạy cho nó lại.
Ủa anh AD nó nhà mà sống kìa. Ghê quá trời ơi. Múa kinh quá. Kinh vãi luôn. Rồi xong. Nó đây nó kìa. Rồi nó chưa bắn mạnh nữa. Mấy cái chết bà nó còn đi xịt. Cho ông ra ông bê nhà với tôi nè, bún nó không đá là gì. Còn là chì gai với cái nâng cưa mà. Lên cái này chắc 10 cái chì gai luôn. Tôi đánh 10 trận đầu tôi thua đông win 5 win bạch kim 1. Có thằng ông nội kia win 1 trận của bạch kim 1 nữa kìa. Thua 9 trận luôn. Chả hiểu sao. Nó sắp alo cái gì. Sức ăn vào không được. Được mà anh. Người ta vẫn vô người ta mua bình thường mà. Anh F5 này thôi. Nhưng không được anh nó bắt cả anh F5 này. Anh lên tim kìa. Ôi đau. Rồi 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 rồi. Ôi làm mất luôn cái anti luôn. Em nó quá mạnh. Shit đồ kìa. Vì này đưa đi bê đi. Em được nhiều điểm mà. Tôi mới là nhân vân 5 mà nó có thua này em. Chắc cũng 55 điểm tầm đó. Ừ, đồ xanh nó hay quá đó, đoán đúng luôn. 55 điểm một game. Ít cái nào.